Hello, xin chào đại gia đình. Em là Hello Kitty. Máy cassette màu hồng ngoại hình còn tương đó đẹp, máy móc là nguyên zin ha. Con này em mua em biết nguyên zin. Con này nó đang lỗi học băng. Hát được nhưng mà nhấn xuống thì nó không hát, mà nhấn nhẹ nhẹ thì nó hát. Em không biết nữa. Nhưng mà không biết bị lý do làm sao ha. FM tốt, AM tốt. Rồi. Bạn này thì em bán giá công khai là 250 ngàn chưa bao gồm phí ship. Con này là điện 100V nha. Đây, quý khách lưu ý giùm em ha, điện 100V, 6W. Nắp bọng đầy đủ ha, chưa chới cháo, chưa có làm gì trong đây hết, nắp đầy đủ ha. Rồi, ngoại hình đẹp đây, đít cũng còn ok lắm ha. Quay hết 360 vòng, 360 độ cho quý khách xem luôn đó. Băng. Hiện giờ cái này là volume lớn nhỏ, cái này là gà đài. Ha. Cái này là đài với băng. Hiện giờ đang gà đài, bên trái là AM, bên phải là FM. Rồi giờ em qua đài nè, hiện giờ đang hát đài ha, bắt lớn nè. Vận động viên này là đứng một trong hai vị trí dẫn đầu FM để giành vé dự Olympic. Như thông tin từ huấn luyện viên Trương Minh Sang của đội tuyển thể dục dụng cụ 93 nè ha. Tại cấp thế giới chúng tôi cạnh tranh ở các nội dung. Nhỏ, forte là to, bởi vì cái đai này là cái đai đầu tiên mà có thể đánh to nhỏ được cùng một lúc, có nghĩa là có thể đánh rất nhỏ hoặc là đánh rất lớn. 203 luôn ha. 203 nè. Đây là FM hết ha. Giờ em gạt qua AM nè. AM thì tầm 800 đến 700 ha. 800 mấy nè. Chương trình dân tộc và phát triển. Giang, giáo viên ngữ văn trường Trung học cơ sở Tố Hữu, thành phố Huế, trao đổi những kinh nghiệm khi học, phân tích và tìm hiểu một tác phẩm thơ và các xu thế phát triển của thế giới. Từ đó tranh thủ tận dụng kịp thời những thời cơ, xu thế mới, ứng phó hiệu quả với những thách thức. Rồi ha, giờ em bắt nhỏ lên nè, em gạt qua băng nè. Ha. Nè, bắt cho vừa thì nó nghe. Rồi. Giống như cái này nó lỗi hay là sao? Hay là đứt dây Google đó. Nè, nó quay nhẹ, cái nó tắt. Băng bỏ gì ít khi nào xài được, bị hư nhiều. Rồi chắc này đứt dây của gò quá của khách đó. Đây em bảo hỏi bên kia anh chỉ cách đài nó còn nhặn thôi. Không dít nhọn nè. Máy hát thử được không ta? Nói chung băng nó hư đi với khách đây. Dạ. Nhít nhít cái nó tắt à. Rồi. Nghe bạn cũng như em bán bạn này là băng hư đi. Rồi. Với khách cô chú anh chị em nào mà thật sự đam mê dòng máy cassette thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Em xin nhắc lại ha, bạn này em bán giá 250 ngàn chưa bao gồm phí ship, không kèm dây nguồn nha. Rồi khách lưu ý giùm em. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.